yoga là căn bệnh xã hội lây lan qua hành vi quan hệ tình dục. Bản chất là tình trạng tăng sinh của các tế bào biểu bì do lây nhiễm virus HPV. Theo thống kê hiện nay, có trên 120 chủng loại virus HPV. Trong đó, HPV tuyếp 16 và 18 có khả năng gây ung thư cổ tử cung ở nữ giới, ung thư dương vật, ung thư trực tràng và ung thư vòm họng. Con đường lây nhiễm. Qua hành vi quan hệ tình dục, đối tác của người bệnh có khả năng bị lây nhiễm virus HPV cao nhất, gián tiếp qua vật dụng mang mầm bệnh, dùng chung vật dụng sinh hoạt với người mang bệnh như khăn tắm, quần áo lót, bồn tắm, từ mẹ sang con. Trẻ sinh thường dễ bị nhiễm HPV từ cổ tử cung, âm đạo của người mẹ. Qua vết thương hở, virus HPV cũng có thể lây lan qua niêm mạc da bị tổn thương tới tận biểu mô tế bào đáy, vị trí sinh trưởng của virus HPV trên cơ thể. Rãnh quy đầu, vùng dây hãm, bao quy đầu, xung quanh dương vật, bìu, lỗ sáo của nam giới. Môi lớn, môi bé, âm đạo, cổ tử cung của nữ giới. Miệng và hậu môn khi có quan hệ tình dục qua những con đường này. Triệu chứng bệnh sùi màu gà. Xuất hiện những u nhú, mụn thịt nhỏ màu đỏ, mềm, số lượng ít, mọc thưa thớt, rải rác. Số u nhú tăng lên mau chóng và tụ lại thành khóm, có hình dạng giống hoa lơ, màu gà. Bề mặt sần sùi thường có màu trắng, phớt hồng hoặc xám tro, mềm khô, khi xây xát dễ bị rách. 5 tác hại của bệnh sùi màu gà. Lây lan nhanh, mạnh, dễ dàng truyền bệnh cho người khác. Các nốt sùi có thể hợp lại với nhau thành từng khóm lớn và biến chứng gây ung thư cổ tử cung, ung thư âm đạo, ung thư dương vật, ung thư vòm họng, vân vân. Có khả năng gây vô sinh nếu nốt sùi phát triển bịt kín ống dẫn tinh ở nam giới hoặc cổ tử cung của nữ giới, sẽ nghi ngờ lẫn nhau và gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Dễ tái phát bệnh do khả năng miễn dịch suy giảm, quan hệ tình dục không an toàn, điều trị không triệt để. Ưu điểm của liệu pháp quang độc ALA-PDT: tỷ lệ thành công lên đến 99% với quy tắc 6-0. Không xâm lấn, không chảy máu, không đau đớn, không để lại sẹo, không gây mê, không tác dụng phụ. Hiệu quả điều trị: ngăn chặn và giảm thiểu sự tăng sinh của các mô da và khối u sơ, loại bỏ virus, giúp miễn dịch lâu dài với virus. Thời gian điều trị: ngắn, sau 8 tiếng sẽ thấy hiệu quả, sau 3 ngày nốt sùi biến mất, độ an toàn cao, không gây đau đớn, không tổn hại tới các mô xung quanh. Nguy cơ tái phát: kiểm soát triệt để không tái phát. Nguyên lý điều trị sùi màu gà bằng phương pháp quang động ALA-PDT. Hiện nay, liệu pháp quang động ALA-PDT được đánh giá là liệu pháp lâm sàng hiệu quả cao trong việc tiêu diệt virus HPV ở bệnh lý sùi màu gà và một số bệnh lý cổ tử cung khác do virus này gây nên.